Hello, xin chào mừng tất cả anh em đã đến với kênh YouTube của Tô Game Live. Và hôm nay thì cậu bạn sẽ giới thiệu anh em một tựa game mobile vừa mới ra mắt tại thị trường Việt Nam có tên gọi là Ảo Mộng Chư Tiên, đến từ nhà phát hành Gamota. Nói chung là Chư Tiên một cái IP rất là nổi tiếng từ truyện này, từ phim này cho đến game tại thị trường Việt Nam từ rất là lâu rồi. Và bản thân nhà hành Gamota thì trước đây cũng có con Chư Tiên 3D rồi. Thì mình không rõ là cái con Ảo Mộng Chư Tiên này nó như thế nào, nó là sự nâng cấp hay là một tựa game hoàn toàn mới. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vào game khám phá tựa game Ảo Mộng Chư Tiên nhé. Ở đây thì mình đang tắt tạm tiếng đi bởi vì là nó có nhạc bản quyền anh em ạ. Rồi chúng ta sẽ vào game này. Điều đầu tiên mình nhận xét đó là cái phông. Đây rồi, chúng ta sẽ vào game nha, mình bật tiếng lên. Đó là cái phông chữ của game nó xấu quá. Đây, chúng ta sẽ có rất là nhiều môn phái. Đấy, môn phái thứ nhất là Vạn Kiếm này, có tùy chọn nam nữ nhá. Con game này đồ họa full 3D anh em ạ, tuyệt ảnh này, rất là nhiều môn phái luôn. Cái đồ họa thì mình thấy vẫn là làm bằng Unity thôi. Vẫn đồ họa thì mình thấy là nó cũng không có sự nâng cấp gì nhiều nhỉ, nó cũng chẳng có sự nâng cấp gì cả. Môn phái Liệt Sơn này, đấy, Thiên Lâm này, toàn những cái môn phái rất là nổi tiếng và quen thuộc, Quỷ Vương này, Thanh Vân này, rồi Hợp Hoan này, Phần Hương Cốc này, rồi Hoài Quang, Trúc Sương, rất nhiều môn phái, Thủy Đạo này, rồi Linh Khiết, rồi Vân Mộng, rồi Thương Lan. Đấy, rất là nhiều môn phái để các bạn lựa chọn. Nó giống cho Chư Tiên 3D ấy nhỉ, chả khác quái gì cả anh em ạ. Rồi mình sẽ thử chơi chọn Thanh Vân nha. Bước kế này, ở đây các bạn có một số tạo hình, đấy, các bạn thấy vẫn là cái được kiểu đồ họa rất Chư Tiên 3D hồi xưa thôi. Rồi đặt tên này, vào game thử xem sao nha. Không biết bị nhạc bản quyền không ý. Rồi, mình sẽ vào game này. Bỏ qua hướng dẫn tải tuân thủ, mình sẽ vào game luôn. Phông chữ xấu quá mọi người ạ. Mình thấy là phông chữ hơi xấu nha. Cái phông chữ này không biết có đổi phông chữ được không, nhưng phông chữ hơi xấu. Bỏ qua này. Đây, chúng ta sẽ đi làm nhiệm vụ. Đấy, chất lượng hình ảnh thì mình thứ cả đời ta theo hoàn thành này. Chính là thiên thấy đạo. Bảo là cái con Ảo Mộng Chư Tiên này thì là Chư Tiên 3D, nó có sự nâng cấp thôi. Tức là nó có sự nâng cấp một chút về mặt hình ảnh và các cái tính năng. Đấy. Có thể chưa thể coi nó là một con game hoàn toàn khác mà nó có thể coi là một bản nâng cấp anh em ạ. Phân bổ điểm hợp lý cho. Rồi, cộng kỹ năng này. Đấy, ở đây thì nó mình đã bỏ qua cái phần tân thủ ấy, nên là không cần thiết phải chơi bản tân thủ lắm. Vì nó cũng tương tự thôi. Nhấn vào đây để giải phóng. Đây, hiệu ứng kỹ năng. Nói chung là nếu bạn nào mà yêu thích một thứ con game đời ta mang chủ đề chính tiên hiệp ấy thiên đạo. Thì về cơ bản thì con Ảo Mộng Chư Tiên này nó vẫn đáp ứng được về mặt đồ họa nhé. Nó vẫn có một cái, nếu các bạn không quá khó tính thì về chất lượng hình ảnh thì mình thấy là rất là ok. Còn tất nhiên là bạn nào đòi hỏi cao hơn thì nói chung là mình đã từng chơi rất nhiều game của Perfect World rồi. Thì hiện nay Perfect World họ đang có những con Chư Tiên nó đẹp hơn rất là nhiều. Tất nhiên là những con Chư Tiên đấy nó không phải MMORPG mà nó theo dạng game đánh theo lượt hoặc là thẻ tướng các thứ. Đấy, để tại thị trường Trung Quốc nha, mình đang nói thị trường Trung Quốc nha. Ở về Việt Nam thì hiện tại thì nhà Gamota thì họ vẫn chỉ phát hành con Chư Tiên 3D cũ này thôi. Nhưng mà được cái đây là một con game cày cuốc ấy, nó lại phù hợp với đại đa số game thủ Việt thích chơi game cày cuốc. Đấy, treo máy auto các thứ. Thì đây cái phần giao diện chuyển cảnh này nó y hệt này, bản đồ y hệt nha anh em nhá. Nói chung là về cơ bản con Ảo Mộng Chư Tiên này mình thấy là nó là một cái sự nó không phải là một game mới. Đấy, nó không phải là một game mới anh em nhé. Đây có thưởng một số phần quà này, có quà gift code nữa. Gift code này thì mọi người có thể gọi là lên fanpage nhá. Nó không phải hoàn toàn một con game mới mà nó chỉ là sự nâng cấp và thay đổi tên một chút để gọi là hấp dẫn các bạn game thủ mới thôi, của nhà Gamota thôi. Đấy, các bạn lưu ý cái phần này nhá. Đây có phần túi đồ này, giao diện túi đồ này. Đó, giao diện túi đồ cũng rất là quen thuộc. Với bạn nào mà hồi xưa đã từng chơi Chư Tiên 3D rồi thì chắc chắn là sẽ biết. Tất nhiên là nó cũng có những cái sự, một chút sự khác biệt ấy. Nhưng mà về cơ bản là mình thấy vẫn vậy. Bản đồ có vẻ trông thiết kế lại cái map Hà Dương Thành này có vẻ tự thay tiêu giao lãng tích. Đây là võ đài. Nếu bạn nào mà chưa từng chơi Chư Tiên thì các bạn có thể chơi luôn con Ảo Mộng Chư Tiên này này. Kẻ tư tiên cũng lâu lắm rồi mình không chơi con Chư Tiên 3D, nhưng mà mình nhận ra thì nó cũng với con Ảo Mộng Chư Tiên này nó cũng có sự khác biệt đấy, nhưng tất nhiên là cũng không quá nhiều. Game cũng có VIP nhé,
Game này chắc là VIP 18 các thứ thôi. Nếu các bạn chơi với tư cách một game mới thì ok. Còn nếu bạn nào từng chơi Chư Tiên 3D rồi thì các bạn sẽ nhận ra sự giống nhau. Đồ họa thì thật ra mình bảo là nâng cấp nhưng mà mình thấy vẫn thế à. Chắc là chỉ nâng cấp so với bản cũ một xíu thôi. Chứ còn với so với những con game mobile hiện nay ấy, thì đồ họa như này thì không ăn thua được cái là nó nhẹ. Nó vẫn đẹp ở cái phần hiệu ứng, tức là rồi thiết kế trang đi phục trên con đường rồi này. Kiểu NPC, kiểu mấy con quái vật các thứ, thú cưỡi các thứ thôi. Còn nếu mà so với các cái con game mobile hiện nay ấy, bây giờ ấy, thì cái kiểu đồ họa này thì nó thuộc dạng trung bình khá thôi. Nói thật là anh em là như thế. Ồ, mình qua phần đây, phần cài đặt các thứ nó đây này, phông chữ xấu thật đấy. Một cái điểm mình chê dã man con game mẫu Chư Tiên này đó là cái phần đó là cái phần phông chữ xấu quá anh em ạ. Đây, đồ họa mình để lên sắc nét các thứ rồi này. Max setting rồi đấy. Gọi là max setting rồi đấy. Đây có phần ngoại trang này. Đấy, các bộ đồ ngoại trang, nói chung là game này nó mạnh về đồ thời trang anh em ạ. Rất là nhiều bộ trang phục đẹp luôn. Đó, rất là nhiều trang phục đẹp luôn mọi người này. Đó, rất là đẹp. Rất là nhiều nhá, rất là nhiều bộ thời trang luôn. Này. Game của Perfect World bao giờ họ làm thời trang các thứ thú cưỡi thứ rất là đẹp luôn. Linh trận này, à trận linh này. Các cái thẻ nhân vật. Sau này có cường hóa pháp bảo. Nói chung là về cơ bản thì nó vẫn là một con game có nội dung liên quan đến Chư Tiên thôi. Bạn nào mà fan Chư Tiên ấy thì mình nghĩ là trải nghiệm nó vẫn cứ là ok. Đấy, kể cả nói ra thì kể cả các bạn hồi xưa mà từng chơi Chư Tiên rồi thì các bạn để quay trở lại chơi con nào mẫu Chư Tiên này, có như là chơi lại đi cũng được nhờ. Còn tất nhiên thì đây không phải là một con game hoàn toàn mới. Đấy, nó luôn cho anh em là con ảo mộng Chư Tiên này là không phải một con game hoàn toàn mới. Nó là một cái sự nâng cấp so với Chư Tiên 3D cũ, cũng của nhà hành Gamota. Đấy, tất nhiên là mình không lâu mình không chơi con Chư Tiên cũ rồi, mình cũng chưa thể so sánh được là nó giống và nâng cấp giống và khác nhau bản giữa hai phiên bản là gì. Và nâng cấp nó, tức là không đi sâu vào chi tiết việc gọi là nâng cấp. Ủa, chưa mở auto à? Mình phải đánh con tay này. Ban đầu chưa mở auto nên mình không so sánh chi tiết được, nhưng mà mình thấy là nó cũng chỉ là con Chư Tiên cũ nâng cấp thôi. Và bản thân mình lên fanpage đọc thì cũng nhiều người nói như vậy. Đó, nó là con Chư Tiên cũ nhưng mà sẽ có các cái tính năng, nó cũng có sẽ có một chút sự thay đổi. Và đấy, về mặt gameplay thì nó có một chút sự thay đổi, để nó không phải là món game mới hoàn toàn nhưng mà cũng có sự nâng cấp, để ít nhất là cũng mang lại một cái chút gì đấy, cái trải nghiệm mới dành cho những bạn nào mà fan của Chư Tiên tại thị trường Việt Nam. Đấy, thì bạn nào mà quan tâm thì các bạn có thể tải cái con ảo mộng Chư Tiên này của nhà Gamota này ở trên Google Play cũng như là App Store. Đấy, game đã ra mắt rồi và ngày hôm qua, hiện tại thì đang có 2 server thôi. Đấy, hôm qua thì game nó mãi nó mới vào được game, thì hôm nay mình mới làm video. Đấy, thì cảm ơn anh em đã theo dõi này của cậu Vàng nhé. Mà thú vị đừng quên like, chia sẻ cũng như subscribe cho kênh Tokyo Life. Cảm ơn rất nhiều. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo. Bye bye.